Mình giới thiệu với các bạn về cái lan nhải động đơn này các bạn này. Đây thì nó chất liệu nó đây là tay cầm bằng gỗ này, còn chỗ này nó bằng đồng này, bằng nhôm này, cái chỗ này nó có đá này. Rồi các bạn tháo ra như này này, tháo ra này. Đấy. Tháo ra. Đấy, thì bên trong nó có cái que xiên như này, thì các bạn bẻ điếu ngải nhé, các bạn bẻ điếu ngải, điếu ngải như này, các bạn bẻ điếu ngải ra, bẻ điếu ngải nhỏ ra như này, sau đó các bạn dùng bật lửa các bạn đốt, các bạn xiên vào này, các bạn xiên vào như này, đấy, xiên như này, sau đó là bạn dùng bật lửa các bạn đốt này. Đốt nó rất nhanh bằng cái bật lửa khò này, sau đó các bạn rất nhanh bằng cái bật lửa khò này, sau đó các bạn nắp cái này vào, nắp vào này, cái này nó rất là xinh xắn và tiện lợi, nó nhỏ gọn, các bạn mang đi đâu cũng được, dễ để thích hợp mang đi xa, nhất là các bạn mà bị thoái hóa đốt cổ với gáy ấy. Đó, thì mình khéo léo mình nắp nó vừa vào cái khớp này, đó, nắp vào này. Bây giờ cái thanh này nó bắt đầu nó nóng lên rồi các bạn này, thì mình bắt đầu mình lan vùng cổ với gáy này. Rất là dễ chịu mà nó êm ái, mà cái này rất là nhỏ gọn xinh, mình rất thích cái này. Đó, là bắt đầu nó khói nó nóng lên này. Đó, những người thoái hóa đốt sống cổ với gáy rồi lan trên tay, những người bị tê tay, những người bị nhức tay như kiến cắn, kiến bò trên tay, những người lạnh tay, lạnh chân thì dùng cái này lan. Thì các bạn lan như thế độ khoảng 5 phút tại một vùng, một ngày có thể từ 3 đến 4 lần nhé các bạn nhé. Rồi chúc các bạn thành công.